Bản tin nóng siêu vắn ngày 2 tháng 9 2021. Tin dịch siêu vắn. Tính từ 17 giờ ngày 31 tháng 8 đến 17 giờ ngày 1 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.434 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 11.429 ca ghi nhận trong nước. Sáng ngày 1 tháng 9, AstraZeneca đã chuyển thêm 3 lô vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam với tổng số 2.016.460 liều. Ngân sách đã chi hơn 17.000 tỷ đồng cho chống dịch COVID-19. Giãn cách toàn thành phố Thanh Hóa từ 0 giờ ngày 2 tháng 9. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ca COVID-19 chuyển nặng đã giảm đáng kể. Đưa 1.200 người ở ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đi cách ly để ngừa lây nhiễm. Bộ Y tế khuyến cáo không phun chất khử khuẩn, tẩy rửa lên thực phẩm. Chiều ngày 1 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế phân bổ thêm gần 1 triệu liều vaccine AstraZeneca và 960 liều vaccine Pfizer. Bình Thuận chấn chỉnh tình trạng tụ tập ăn nhậu trong các khu cách ly. Nghệ An, thành phố Vinh tiếp tục áp dụng ai ở đâu ở đó đến 0 giờ ngày 6 tháng 9. Tin trong nước siêu vắn. Ông Phan Văn Mãi làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh. Đắk Lắk xử phạt, đề xuất xử phạt hai nhóm người tụ tập cúng bái ăn nhậu 441 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh 22.124 shipper đã đăng ký hoạt động trở lại. Cần Thơ hỗ trợ 2 triệu đồng cho người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch. Xử lý nghệ sĩ Việt Nam lan truyền tin dùng đất chữa khỏi COVID-19. Học sinh Hà Nội sẽ được giảm 50% học phí cả năm. Vĩnh Phúc tạm giữ người nghi ném bom xăng khiến hàng loạt các cửa hàng bán xe máy TV cháy rụi. Hà Nội phạt tù nhóm giả dân quân ép người đi đường đưa tiền. Hà Nội 50.000 que test COVID-19 không rõ nguồn gốc bị phát hiện. Bình Định giám đốc sở du lịch mất chức vì chơi golf giữa dịch. Trình Quốc hội duyệt chủ trương đầu tư trung tâm logistics Cái Mép Hạ hơn 19.000 tỷ. Dự án sân bay Long Thành đã giải ngân hơn 10.600 tỷ đồng. Chuẩn bị đầu tư cao tốc 20.000 tỷ đồng giúp ngắn thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu. Tin kinh doanh siêu vắn. Tháng 8 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26,2 tỷ đô. 8 tháng đầu năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 575 triệu đô la Mỹ. Hơn 19 tỷ đô la Mỹ vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Laptop, tablet, mùa khai giảng, tăng giá, khan hàng, có tiền muốn mua cũng khó. 6.000 đồng trên mỗi một cân gà vẫn không có người mua, 9,3 triệu con ế giải cổ. Dự phòng rủi ro tăng 83%, lợi nhuận của các ngân hàng có nguy cơ giảm do các khoản nợ tái cơ cấu. Doanh nghiệp bán trứng giống thành trứng thương phẩm, nguy cơ thiếu gia cầm dịp Tết. Vinhomes chốt quyền chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 45%. Nhóm quỹ đầu tư GIC muốn bán 19,5 triệu cổ phiếu MSN. Lợi nhuận của Petrolimax tăng thêm 80 tỷ sau soát xét. Lãnh đạo của Thế giới Di động dự chi hơn chục tỷ đồng để mua cổ phiếu MWG. Vigracera được giao hơn 152 ha đất làm khu công nghiệp Yên Phong 2C. Louis Capital đã mua 22% vốn của Samartel, cổ phiếu SMT tăng trần 7 phiên liên tiếp. BCG Land bảo lãnh vô điều kiện cho lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng của Helios. PV Transpacific chốt danh sách cổ đông chi hơn 94 tỷ đồng trả cổ tức. Sau kiểm toán, doanh thu bán niên của FLC gần 4.240 tỷ đồng, lãi 63 tỷ. Tin khám phá siêu vắn. Thời của startup công nghệ Đông Nam Á, mỗi ngày có 350 triệu người vào Facebook, thêm 70 triệu người mua sắm online mới. Bloomberg, vaccine Moderna tạo ra nhiều hơn gấp đôi kháng thể của Pfizer. Tuyết rơi hiếm hoi phủ trắng các vùng ở Nam Phi. Thử thách thùng sữa trên TikTok khiến nhiều người phải nhập viện. Tin thế giới siêu vắn. Sao Fauci chính thức bị xóa sổ trên toàn cầu. Thống đốc Phuket bất ngờ thừa nhận khủng hoảng COVID-19 trên đảo. WHO đang theo dõi biến chủng MU có tính chất kháng vaccine. Thái Lan thử sống chung với COVID, Bangkok lại nhộn nhịp. Tổng thống Nga đánh giá 20 năm can dự của Mỹ ở Afghanistan, toàn thất bại và thảm kịch. Nhánh thứ hai của đường ống dòng chảy phương Bắc 2 sắp hoàn thành. Pfizer và Moderna đẩy mạnh nghiên cứu vaccine COVID-19 cho trẻ em. Đảng Cộng Hòa đòi luận tội Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Blinken. Thủ tướng Nhật Bản bác khả năng giải tán Hạ viện để tổng tuyển cử sớm.
các nước giàu tiêm mũi thứ 3, nguồn cung vaccine COVID-19 toàn cầu bị thu hẹp. Biến thể Delta chiếm 100% số ca được giải trình tự gen tại Malaysia. Trung Quốc, trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được chơi game tối đa 3 tiếng mỗi tuần trong khung giờ cố định. 28% lượng vàng xuất khẩu của Brazil bị nghi có nguồn gốc bất hợp pháp. Xiaomi chính thức tham chiến thị trường xe điện, đích thân CEO Lê Chuẩn đứng đầu. Hàng loạt công xưởng châu Á suy giảm sản xuất vì COVID-19. Ngày này năm xưa, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1969, ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 2008, trình duyệt web miễn phí Google Chrome được phát hành lần đầu tiên. 1990, Công ước về quyền trẻ em có hiệu lực. Bản tin nóng siêu vắn, tin tổng hợp siêu nhanh siêu ngắn phát lúc 7 giờ sáng hàng ngày. Hãy dành vài phút nghe đọc để biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Quý vị thấy bản tin hấp dẫn thì like và comment ủng hộ team bản tin bằng cách theo dõi các kênh podcast và YouTube nhé.